Các bạn đang nghe podcast kênh Share Space, cách nền kinh tế vận hành. Nền kinh tế hoạt động bao gồm nhiều yếu tố phức tạp và tương tác, từ sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho đến phân phối, tiêu thụ và quản lý tài nguyên. Để hiểu cách nền kinh tế vận hành, hãy xem xét các thành phần chính sau. 1. Yếu tố sản xuất. Tài nguyên tự nhiên, bao gồm đất đai, nước, khoáng sản, năng lượng và các tài nguyên thiên nhiên khác. Đây là nguồn gốc của nguyên liệu sản xuất. Nhân lực, lao động của con người, bao gồm cả kỹ thuật viên, công nhân và quản lý. Nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi tài nguyên thành hàng hóa và dịch vụ. 2. Sản xuất. Quy trình sản xuất, các bước và công nghệ sử dụng để biến tài nguyên thành các sản phẩm và dịch vụ sẵn có cho thị trường. Công nghiệp hóa và nông nghiệp, nền kinh tế phát triển thường dựa vào sự gia tăng công nghiệp hóa, từ việc sản xuất hàng hóa ở quy mô nhỏ lẻ đến quy mô lớn hơn. 3. Thị trường. Cung và cầu, đây là nguyên tắc cơ bản của thị trường. Cung cấp đề cập đến số lượng hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất sẵn sàng cung cấp. Cầu đề cập đến nhu cầu của người tiêu dùng. Giá cả được xác định bởi tương tác giữa cung và cầu. Giá cả có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện kinh tế. 4. Tiêu thụ. Người tiêu dùng, các cá nhân và hộ gia đình sử dụng hàng hóa và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Doanh nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng hàng hóa và dịch vụ để sản xuất các sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ khác. 5. Chính phủ. Chính sách kinh tế. Chính phủ thường can thiệp vào nền kinh tế thông qua các biện pháp chính sách để duy trì sự ổn định và khuyến khích sự phát triển. Thuế lệ phí và quy định. Chính phủ định nghĩa các nguyên tắc về thuế, lệ phí và quy định kinh doanh để đảm bảo sự công bằng và hợp lý. 6. Tài chính và ngân hàng. Tiền tệ, đồng tiền mà người dân và doanh nghiệp sử dụng trong giao dịch hàng ngày. Ngân hàng, tổ chức tài chính chuyên cung cấp dịch vụ tiền tệ, tiết kiệm và cho vay. 7. Quốc tế. Thương mại quốc tế, giao dịch hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia. Tài chính quốc tế, các giao dịch tài chính giữa các quốc gia, bao gồm cả việc đầu tư và vay nợ. Nếu bạn quan tâm đến một phần cụ thể hoặc có thắc mắc về một khía cạnh cụ thể, hãy cho tôi biết để tôi có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn.